Rồi mình quay quay con trồng hương nó đang đẻ để chia sẻ cho anh em nghe anh em. Mình canh me nó lâu lắm mình mới gặp nó đang đẻ. Canh me. Bây giờ mình quay lại hiện trường nó đang đẻ cho anh em coi. Bình thường mấy con kia thì nó đẻ bình thường, con này mình thấy hình như nó đẻ ngược anh em ơi. Rồi mình đặt cái camera này, chỗ này mình đi chỗ khác, tại vì mình sợ nó nhát á, tội nghiệp nó. Mình thấy con này hình như nó đẻ ngược nhưng mà mình đâu có cách nào mình can thiệp được đâu. Thường, ủa đẻ ngược rồi đẻ là sao bảo? Thường thường cái đầu ra trước mà sau nay cái đuôi lại ra trước đây nè. Mình đi tới mấy giờ mới về bà? Dạ.
chơi hồi đám về về. 4 giờ về. Đúng rồi, này mà vì nó đang đẻ ngược hay sao thấy khó khăn quá, chứ không phải như mấy con trước mà đẻ nãy giờ là giờ lúa đuôi biết lâu rồi. Trường hợp này mình cũng hiếm thấy, những con trước thì mình đã thấy là cái đầu nó ra trước, về cái đuôi nó ra trước. Thank you.
Để ra đường con anh em ơi. Ngồi coi tivi, coi ghê dám. Quay này cũng hơi khó coi anh em ơi. Thank you.
đẻ được con rồi đó nè. Hai con luôn em ơi. Hai con luôn em ơi. Con đực như mấy sơn à. Con bị đụng đụng ghế nó lọt. Cái điện thoại này con ra đang đứng nhìn thấy nè. Đang đứng con. Theo văn con đứa con. Con đứng cha nhưng mà đang đứng con. Cho nên con đứa cha nhưng mà con đứa.
giờ có ai kiếm không? Dạ. Bây giờ có ai kêu ba kiếm không? Không. Bầy này mình chưa biết nó đẻ mấy con nữa các bạn ơi. Bầy trước thì nó đẻ được 5 con, không biết bầy này đẻ được nhiêu con. Thấy bụng nó cũng to to nè, không biết đẻ được 4-5 con như vậy trước không biết. Thank you.